Vâng, với lại chào toàn thể các bác. Và đến với cái video của em hôm nay thì lại là loa các bác nhá. Đây là cái dòng loa Q92, Q93. Các bác mà đã chơi nhiều rồi chắc là không bác nào là không biết tới cái dòng loa này. Rất hot hết trên thị trường. Thì đây là cái dòng Q92 các bác nhá. Nó có một cái vỏ hộp màu xanh bên ngoài rất là đẹp. Và dòng Q93. Q93 với Q92 nhìn tương đương giống nhau các bác nhá, nhưng mà mở ra bên trong cái lõi loa nó khác nhau một chút. Em đã mở cái dòng Q92 này cho các bác xem. Đây là dòng Q92. Q92 để rất chi là hot hit trên thị trường. Đã rất nhiều bác đặt cái loại dòng loa này bên em rồi. Đây là dòng Q92 các bác nhé. Thì bên trong cái dòng Q92 này thì nó có cái quyển hướng dẫn sử dụng, nhưng mà nó toàn là tiếng Trung thôi, chắc bác không đọc được. Thì em nói cái dòng loa 92 này là dòng loa của Trung Quốc các bác nhé, nhưng mà hàng công ty rất chi là tốt. Bên em là một shop gần cửa khẩu cho nên giá cả rất chi là hợp lý, và nguồn hàng thì lúc nào là dồi dào nhất. Các bác mà muốn cái chọn mua cái dòng loa Q92, Q93 thì các bác cứ liên hệ trực tiếp lên số điện thoại em để bên dưới tiêu đề, hoặc là cập men nhắn tin dưới cái video này, em sẽ trả lời các bác về tất cả những cái dòng loa của bên em các bác nhé. Đây là dòng Q92 mới chưa bác luôn. Đây là cái mẫu dòng Q92 này các bác này. Thì dòng Q92 là nó có 3 cái nút như thế này các bác nhá. Còn Q93 thì nó chỉ có 2 cái nút như thế này thôi. Thì tương đương với những cái nút trên này cũng là đều là như là cái điều khiển của nó. Đi theo cái dòng loa này có một điều khiển, một quả pin điều khiển đây này các bác này. Một quả pin điều khiển. Nó như là quả pin điện thoại ấy. Rất chỉ là bền. Còn đây là dây sạc. Sạc của con Q92 này nó liền đấy các bác nhá. Nó là dây liền. Còn Q93 thì nó là dây giờ. Và đi theo một cái dây nguồn cắm cổng USB đây này các bác này. Thì em cũng giới thiệu qua về chức năng cái điều khiển này. Thì chắc là cũng rất chi là nhiều bác biết cái sử dụng rồi, nhưng em vẫn giới thiệu để tới các bác mà chưa biết. Thì tất cả cái dãy số trên cái bề mặt cái điều khiển Q92 này nó tương ứng với số bài ở trên cái thẻ của các bác nhé. Cái thẻ của bác nghe nhạc đánh chim đấy ạ. Đây, còn đây là nút play tắt mở đây các bác này. Còn đây là nút to nhỏ ạ. Còn đây là lùi bài, tiến bài. Thì rất chi là đơn giản. Còn đây là đài có một cái nút lặp đi lặp lại đây này. Các bác nhớ cái nút này, cái nút lặp đi lặp lại khi các bác đi đánh chim là rất chi là cần những cái nút đấy. Đây là dòng Q92. Em sẽ mở thử cho các bác xem. Đây. Khi mà được mở rất chi là dễ dàng thôi. Đấy, bật như thế này là mở chỉnh to chỉnh nhỏ đây các bác nhá. Em sẽ thử cái dòng loa cho các bác xem. Thì đi cùng cái loa này thì nó không có thẻ các bác nhá. Thì các bác mà yêu cầu nếu mà thẻ của cái dòng loa này, dòng thì các tiếng của các loại các bác đi đánh chim bên em sẽ cung cấp, mà thẻ em bán là thẻ xịn các bác nhá, chứ không phải cái thẻ là thẻ tiền mà có những nơi mà bán là tặng thẻ, cái thẻ đấy không dùng ở đâu các bác. Đây này em đã mở thử dùng cho các bác nhá, rất thì đơn giản thôi đấy. Đây là tiếng các bác nhé. Cái nút cộng nút trừ ở đây các bác này, cái nút cộng nút trừ ở đây này. Đấy. Rồi chuyển bài đây các bác nhé. Chuyển. Thì nó tương ứng như trên cái điều khiển này thôi. Cái dòng loa này thì nó rất chi là bền pin. Cái dòng của Q92 đó là vào 9V các bác nhá. 9V. Thì khi các bác xem thì các bác quan sát cái bề mặt của nó này. Đấy, đây là dòng Q92. Tem mác đầy đủ thông số nhá. Các
bác kiểm tra bên dưới đấy đây, thông số của chiếc loa này. Chiếc loa này thì thật sự là rất chi là tốt, rất chi là nhiều bác đã sử dụng cái loa này rồi. Thì bác nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm loa bẫy chim, loa nghe nhạc bên em, thì các bác liên hệ trực tiếp lên số điện thoại em đã tư vấn các bác cụ thể về tất cả các dòng loa. Các bác xem cái video này của em, các bác nhớ ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để tiện em đã giới thiệu tất cả những cái dòng loa của bên em tới tay các bác và tốt nhất. Vâng, em chào tất cả các bác.